Các em thân mến, mùa xuân bắt đầu gõ cửa, khắp nơi, mọi nẻo đường, phố phường, không khí đón Tết đang tràn ngập. Dear all beloved students, spring is coming. Everywhere, in the streets, the atmosphere of Tết is overflowing. Một điều đặc biệt trong mùa xuân năm nay là dịch bệnh COVID-19 trên thế giới cũng như trong nước đang diễn biến rất phức tạp và khó lường. Cả hệ thống chính trị và toàn dân đã vào cuộc nhằm khống chế dịch bệnh một cách tốt nhất. A special thing this spring that COVID-19 is very complicated and unpredictable in the world and in Vietnam. The whole political system and the whole people have stressed into the best control of epidemic. Với mục tiêu vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành chương trình năm học 2021-2022, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, sự hỗ trợ của các cha mẹ, các em học sinh trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã thích ứng nhanh với nhiều hình thức học tập, đảm bảo dừng đến trường nhưng không dừng học. With the goal of both disease prevention and completion, the semester program for the academic year 2021-2022, following the guidance of teachers and the support of parents, students of Đinh Tiên Hoàng Primary School have adapted quickly to many learning forms. Answering, stop going to school, but do not stop studying. Mặc cho dịch bệnh, thì bốn mùa của đất trời vẫn tiếp tục. Một năm mới lại đến, mang theo biết bao ước mơ và hy vọng. Và hôm nay, tất cả chúng mình cùng đắm mình trong những ca khúc tiếng Anh, tiếng Pháp, viết lên những giai điệu mùa xuân để lan tỏa tình yêu thương tới tất cả mọi người, các em nhé. Despite the epidemic, the Earth for season continues. A new year has come, bring us many dreams and hope. And today, we are all immersed ourselves in English French song, which written on spring melody to spread love to everyone.